khi là các cái nhóm. Sau khi nhận được thông tin, nhóm phóng viên của kênh truyền hình văn hóa du lịch đã lần theo đúng hành trình của nhóm bạn, bắt đầu từ cổng tam quan chùa Tây Thiên lên đền Thượng để tìm hiểu sự việc. Lần theo các manh mối trong hành trình chinh phục rừng Ma Ao Dứa và chùa Địa Ngục, theo phong trào thử thách tháng 4 của nhóm bạn trẻ. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, chiều dài quãng đường mà các bạn mô tả ước chừng khoảng 8 km đi bộ đường rừng, di chuyển men theo con suối chảy từ trên đỉnh núi xuống. Đường lên chùa Tây Thiên khá dốc, có độ nghiêng ước khoảng 45 độ. Sau khoảng chừng hơn 250 mét lao bộ, nhóm phóng viên đã tiếp cận được địa điểm được cho là hiện trường của vụ việc. Còn đây là vị trí theo mô tả của các bạn trẻ đã bất ngờ bị một nhóm 10 người lạ mặt giữ lại, hai bạn nam bị trói vào hai gốc cây. Địa điểm này được cho là vị trí các đối tượng tra hỏi hành hung các bạn từ 17 giờ đến 21 giờ của ngày. Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 21 giờ, hai bạn nữ bị chúng dẫn theo xuống dốc khoảng chừng 200 mét, rồi đối tượng bỏ đi. Một lúc sau, hai bạn nữ quay lại, dùng răng để cởi trói cho người còn lại. Sau đó, nhóm xuống đến cửa đền Thượng, chùa Tây Thiên và tường thuật lại cho ban quản lý tất cả những chuyện đã xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau, nhóm thanh niên đã trình báo vụ việc với công an huyện Tam Đảo. Tại hiện trường, nhóm phóng viên tìm thấy các mẩu dây trói và đoạn dây điện được nghi ngờ là dụng cụ để thực hiện hành vi bắt giữ nhóm bạn trẻ.